Hôm nay nhà CHL chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp pin exit chỉ thành pin lithium. Đến nơi rồi xuống hàng thôi. Kỹ thuật viên nhà CHL tiến hành lấy pin exit cũ trong xe ra. Và sau đó sẽ tiến hành lắp đặt pin lithium. Lắp công tắc kết nối pin. Khởi động thử nghiệm. Cố định ngay ngắn các ống dây điện. Hoàn thiện và chạy thử thôi.